các cụ mờ đã đến với kênh vlog cùng cháu vào bếp. Các cụ mờ ơi, mùa hè là mùa của các loại rau trái thiên nhiên, mùa các loại hoa, các loại rau, các loại quả. Vậy vào lúc mùa vụ thì lúc nó nhiều nhất, nó ngon nhất, nó rẻ nhất thì làm như thế nào? Ngoài việc ăn ra thì chúng ta có thể để lâu dài hay không? Đấy là một câu hỏi mà từ ngày xưa các cụ đã làm đến bây giờ, và rồi không chỉ người Việt đâu, hay người phương Tây, hay người tất cả nhiều nước đều cũng nghĩ ra cái cách mà để bảo quản các loại rau củ để dùng dần và chế biến thành một món ăn để được lâu dài nữa. Thì ngày hôm nay bếp nhà cháu cũng hân hạnh giới thiệu các cụ mợ một món ăn nó vào lúc mùa vụ vì nó nhiều quá, và cái thời gian mà mùa vụ thì nó lại ngắn. Vậy để làm để giữ chữ lâu dài và làm các món ăn để sử dụng thì lâu dài thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Và các cụ biết đó là món gì không ạ? Đó là món bứt mận. Tiếng Pháp hay còn gọi là confiture mận, hay là tiếng Anh gọi là flamjam, tức là mứt mận dẻo đấy ạ. Thì đây, ngày hôm nay nhà cháu hướng dẫn với các cụ mợ làm cái món ăn này để làm gì ạ? Để chúng ta sẽ ăn lâu dài, dùng lâu dài, có thể ăn với mứt, và các cụ mợ có thể cho vào để làm sốt mận, hoặc các cụ mợ có thể là pha với nước để uống giải nhiệt vào mùa hè. Việt Nam là một đất nước có rất nhiều các loại mận khác nhau các cụ mợ ạ, như là mận cơm, mận nhót, mận hậu, mận tam hoa, vân vân. Thế tuy nhiên mà để mà làm cái mứt mận này, hay còn gọi là confiture mận, hay còn gọi là gem mận này, thì chúng ta lựa chọn những cái loại mận nào nó có cái màu đỏ tươi, màu đỏ để khi mà chúng ta nấu lên cái mứt của chúng ta nó cái màu hồng, màu đỏ huyết dụ rất là đẹp các cụ mợ ạ. Thế ngày hôm nay bếp nhà cháu lựa chọn cái loại mận mà để nấu mứt mận ấy, đó là mận tam hoa. Thời điểm này đang là mùa mận tam hoa chín rộ và bán rất nhiều trên các khu chợ, các con phố, thậm chí là họ mang cả cái xe tải đi bán rong rất nhiều mận luôn, và mận cũng rất là rẻ các cụ mợ ạ. Nên là chúng ta sẽ nấu mứt mận bằng cái loại mận tam hoa như này các cụ mợ nhé. Khi các cụ mợ mua ấy, thì các cụ mợ chọn cho cháu những quả to, hơi mềm tay một chút, và nó phải màu sắc nó đỏ như thế này này. Nó đỏ từ trong ra ngoài đến ngoài vỏ thì là chúng ta khi chúng ta nấu mận cũng rất là ngon. Thế thì công thức mận ở đây thì chúng ta sẽ nấu 1 cân mận, tùy vào cái độ chua của nó thì chúng ta sẽ cho từ 600g cho đến 700g đường. Thì công thức này chúng ta sẽ dành cho các loại hoa quả nói chung, nhưng các cụ nhớ một cái nguyên tắc là các hoa quả mà càng nhiều đường càng ngọt ấy thì chúng ta sẽ giảm lượng đường đi, còn cái hoa quả mà nó chua nhiều thì chúng ta sẽ tăng lượng đường lên. Đối với cái mận tam hoa này thì nó không ngọt nhiều mà nó cũng không chua nhiều. Thế nên ngày hôm nay cháu sẽ sử dụng 700g đường cho 1 cân mận. Và đi kèm với nó sẽ là một nửa quả chanh. 700g đường trắng hoặc đường vàng hoặc là đường đỏ đều được các cụ mợ nhé. Nhưng mà đường đỏ thì mứt mận nó hay bị đen, còn các cụ mợ nấu đường vàng hoặc là đường đỏ, đường trắng này đều được. Và 1 cân mận, 700g đường và một nửa quả chanh, 1/2 quả chanh để vắt nước để các cụ mợ ạ. Và các cụ mợ biết ngày hôm nay để nấu mận thì nhà cháu sẽ chuẩn bị một cái này. Các cụ mợ biết là cái gì không? Đây là một cái túi vải. Để tí nữa để làm gì cái túi vải này, và nhà cháu đã giặt sạch, đã luộc qua và giặt sạch rồi. Để tí nữa làm cái món ăn như thế, làm cho cái vào món ăn để làm cái gì thì các cụ mợ sẽ xem tí nữa nhá, cháu sẽ bật mí nó nói với các cụ mợ nhá. Và nữa là cái hũ đựng mứt thì các cụ mợ nên chọn cho cháu cái hũ thủy tinh như thế này và có cái nắp sắt như thế này. Đấy. Chúng ta sẽ thanh trùng nó bằng cách là chúng ta sẽ cách thủy và chúng ta sẽ lau thật khô nó lên. Sau đó là chúng ta sẽ đựng khi mà mứt mận nó nguội hết rồi ạ, chúng ta sẽ đựng vào đây. Rồi chúng ta sẽ úp ngược nó lại để cho không khí nó ra hết các cụ mợ nhé. Và cái mận này sẽ để ra phía ngoài được rất lâu dài, vài tháng, từ 1 tháng cho đến 6 tháng đều được các cụ mợ nhé. Đấy là những dụng cụ để khi mà chúng ta làm mứt mận chúng ta cần như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ cháu sẽ lựa chọn 1 cân mận nhé các cụ mợ nhé. Cháu sẽ lựa chọn 1 cân mận để cháu làm với cả 700g đường. Cháu sẽ chọn những cái quả mà to, đều, đỏ một chút. Đấy, để làm mận cho nó ngon, làm mứt mận cho nó đẹp và mềm tay nữa các cụ mợ nhá. To, đỏ, mọng, mềm tay là những cái tiêu chí để chọn mứt, chọn mận làm mứt. Rồi, được 1 cân rồi các cụ mợ ạ. Rồi, thừa 10g một chút, 15g một chút. Đây.
tại vì cân mận thì không chuẩn được. Rồi, mận sau khi các cụ mợ mua về nhé, các cụ mợ rửa sạch cho cháu từ 3 đến 4 nước nhé. Càng rửa càng tốt, rửa sạch cho hết cái phấn về cái bụi ở cái thân quả mận đấy, ở cái phần thân quả mận này đi. Xong bắt đầu chúng ta sẽ vặt cái núm này đi nhé, như này nhé các cụ mợ nhé. Đấy, quả nào còn núm thì chúng ta sẽ vặt nó hết đi. Lá, núm, vặt hết. Đấy. Đây, cái núm này vặt đi hết, vặt hết này. Các cụ mợ vặt sạch cái núm này đi. Nếu mà để còn bị núm ý, là chúng ta nấu mứt mận là nó sẽ bị lạo xạo, vì cái núm này nó sẽ không ấy được đâu, nó không mềm ra được đâu. Nên là các cụ mợ phải nhớ là phải vặt hết cho cháu. Các cụ mợ ơi, sau khi mà các cụ mợ bỏ cái núm, bỏ cái cuống rồi nhá, các cụ mợ lấy một con dao nhọn này này. Đấy, các cụ mợ cắt vào cho cháu hình chữ thập ra, làm ra một quả mận ra làm 4 phần như thế này. Đấy. Xong bắt đầu là các cụ mợ tách cho cháu cái thịt mận nó ra nhá. Đấy, quả này đỏ lắm đấy ạ. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy không? Tách nó ra, cứ như thế tách hết. Đấy. Rồi. Rồi. Cái hạt mận chúng ta sẽ giữ lại nhá, tí nữa cháu sẽ nói tại sao lại giữ lại hạt mận các cụ mợ nhá. Ôi giời ơi, lại rơi rồi. Đây để nhặt đi. Đấy, các cụ mợ cứ chọn những cái quả mận nó đỏ như này này, nấu mứt lên rất là ngon, rất là đẹp. Và cái mứt mận như nhà cháu nói, cái mứt mận dẻo này này, các cụ mợ có thể là làm cái món cá sốt hoặc là tôm sốt mận. Các cụ mợ làm sốt với mận tươi xong là cho tí mứt mận này vào để cùng nấu cùng với sốt ấy, ngon tuyệt vời. Đấy, cá cái loại hải sản nó rất hợp với cả cái sốt mận này, sốt cam, sốt mận, sốt chanh leo đều rất là hợp. Ngoài ra nữa là cái mứt mận này các cụ mợ chỉ để ăn sáng thôi. Mua bánh mì về, bánh mì lát về xong bắt đầu nướng lên, hoặc là không nướng để nguyên xong bắt đầu lôi lọ mứt mận ra phết phết lên, nên là kẹp vào là ăn là con bữa sáng, vừa là cái món chay tịnh mà lại vừa còn ngon nữa các cụ mợ ạ, không nhẹ bụng, không phải ăn thịt. Rồi nếu mà mùa hè thì các cụ có sẵn cái lọ Kung Fu Tuyên mận, là lọ mứt mận này này, về chả trong tủ chả có quả cam quả chanh nào cả, mà muốn pha nước cái gì lấy ra xong là hòa với nước, xong bắt đầu là chúng ta uống thôi, cho đá vào uống thôi. Đấy, rất là đơn giản và lại ngon, làm chế biến được rất nhiều món nữa. Mà quan trọng là cái lúc này mận nó đang rất là rẻ, nên là chúng ta cũng giúp cả người nông dân là tiêu thụ nông sản cái lúc mùa vụ như thế này, để người nông dân không bị ép giá các cụ mợ ạ. Đấy. Chúng ta mà càng tiêu thụ mạnh thì người nông dân lại cái giá nó đỡ rẻ đi. Thì lại người nông dân lại lúc đấy lại có một chút để ra được. Chứ nếu mà các cụ mợ mà không tiêu thụ, không giúp người nông dân ý, thì là cái giá mận này lại rẻ như cho. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy không? Cháu cứ tách ra này. Và cái quả mận này thì nó cũng dễ tách ra so với hạt lắm. Nhưng mà các cụ mợ biết không? Đấy, lúc nãy cháu mới nói với các cụ mợ là cháu có để lại hạt mận đấy. Các cụ mợ có biết làm sao không? Vì trong hạt, các loại hoa quả nói chung, hoặc quả mận hoặc hạt đào nói riêng, nó có một cái chất gọi là chất pectin. Đó chính là một cái loại mà gieo hoa quả. Cái này nó giúp cho thực phẩm ấy giữ được mùi vị này, giữ được nước này, và nó lại còn làm đông nữa. Nó làm đông, nó làm cho cái những cái thực phẩm của chúng ta nó thành trở thành đông đông lại, đông mà đông đông tránh tự nhiên đấy nhá các cụ mợ nhá. Thế nên là khi mà người ta làm mứt mận hoặc bất cứ là mứt đào, mứt điếc gì đấy mà có hạt này này, thì cái hạt người ta sẽ không bao giờ vứt đi đâu các cụ mợ nhá. Đây, chúng ta dùng cái túi, lúc đây cháu nói với các cụ mợ ấy, chúng ta tí nữa chúng ta sẽ gói hạt mận lại để chúng ta sẽ nấu cùng với cả mứt mận. Vì làm sao ạ? Cái chất pectin ở trong hạt mận này nó ra, nó sẽ làm cho cái mứt mận của chúng ta nó sẽ đông, nó sẽ sánh sệt lại rất là ngon các cụ mợ ạ. Đấy. Rồi các cụ mợ ơi, đây nhá, cháu đã làm xong mận này, một cân mận này, một cái bát
hạt mận này để tí nữa chúng ta sẽ nấu cùng này. Rồi bây giờ cháu sẽ cân 700g đường các cụ mợ nhá. Tức là 1 cân mận với 700g đường. Tại vì cái mận của cháu nó cũng không chua, nó cũng không ngọt mà nó cũng không chua nhiều. Nên cháu sẽ cân 700g đường. Ôi, chưa đủ các cụ mợ, bây giờ phải lấy thêm. Bây giờ cháu phải đi lấy thêm đường nữa nhé các cụ mợ nhé. Rồi các cụ mợ ơi, chúng ta sẽ cho 700g đường vào trong cái bát mận này nhá. Xong là chúng ta sẽ chờ cho nó, rồi khéo là nó lại rơi hết. Cháu chúng ta sẽ chờ cho nó chảy nước ra, xong bắt đầu chúng ta sẽ đảo đều nó lên các cụ mợ nhá. Đấy, cháu sẽ cho 700g vào cháu ướp trước đã. Bây giờ chúng ta sẽ đi phin vào. Chúng ta phin vào cho nó chảy đường ra, và các cụ biết không? Chúng ta để chảy đường này ra khoảng độ 1 ngày các cụ mợ nhá. Chúng ta sẽ để chảy cho đường ra chảy 1 ngày rồi chúng ta sẽ nấu. Lúc này là đường nó chảy hết và nó cái mận nó sẽ tiết ra cái nước đỏ ra cái nước này, chúng ta sẽ nấu. Vì ngày hôm nay vì thời gian nó để 1 ngày nên là cháu đã phải chuẩn bị một cái sản phẩm là mận đã ướp với đường này trước. Và bây giờ chúng ta sẽ mang ra nấu các cụ mợ nhé. Các cụ mợ ơi, đây 1 cân mận ngày hôm qua nhà cháu đã ngâm đây. Nước nó ra đây các cụ mợ nhìn nước này, đỏ này. Đấy, đường nó chảy ra nước hết này. Đấy, nước đỏ, nước mận nó đã thôi ra như này này. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào chảo. Nhưng mà chảo để nấu mận, mứt mận này này, các cụ mợ dùng chảo đồng là ngon nhất. Nhưng mà chảo đồng hiện nay cháu quên, cháu không mượn mẹ cháu, nên là thôi chúng ta sẽ nấu bằng chảo chống dính này cũng được các cụ mợ nhá. Hay các cụ mợ nấu vào nồi cũng được, nhưng mà hôm nay cháu nấu bằng trong chảo chống dính đi các cụ mợ ơi. Đấy, cháu nấu vào chảo, chứ cháu không nấu vào nồi. Đấy, chúng ta sẽ đổ vào. Các cụ mợ thấy chưa, nó tan hết rồi này. Đường nó tan hết này. Đấy. Rồi. Ngon quá. Ngon lắm các cụ mợ. Đây. Cái hạt mận nha các cụ mợ nhá, chúng ta sẽ cho vào túi này. Cái túi này các cụ mợ giặt xong là các cụ mợ luộc qua cho cháu nhá. Giặt thật sạch đi xong các cụ mợ luộc qua. Đấy, xong là buộc chặt nó vào. Đấy, xong bắt đầu chúng ta sẽ túm gọn nó vào. Đấy, như này. Đấy, để tí nữa chúng ta sẽ cho vào nấu cùng. Đấy, túm thật chặt vào các cụ mợ nhá. Buộc một lần nữa cho chắc ăn. Rồi, đấy như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt nửa quả chanh để chúng ta vắt lấy nước để cho vào trong mứt mận nhá các cụ mợ nhá. Cái mứt mận này phải có chanh nhá các cụ mợ nhá. Cho lấy nửa quả. Đấy. Bỏ cái hạt đi này. Rồi, chúng ta sẽ đổ nửa quả chanh vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bật bếp đun sôi để bắt đầu hạ nhỏ lửa các cụ mợ nhá. Chúng ta đun thật sôi. Cái mứt này khi mà bắt đầu nó, chúng ta sẽ đun mà khi mà các cụ canh nhỏ lửa cho nó cứ sôi từ từ thôi, canh thật nhỏ lửa chứ không phải được to lửa đâu. Khi mà bắt đầu cứ quẹo dần lại thì các cụ mợ lại phải tắt bếp, chúng ta phải nấu hai lửa. Tắt bếp để ra một lúc cho nó nguội xong bắt đầu chúng ta lại nấu một lần nữa là xong. Cái này nó phải lâu đấy, cái này chắc là các cụ mợ nó phải nấu cho cháu tiếng đến tiếng rưỡi đấy ạ. Thì nó mới được. Đấy, đầu tiên là đun sôi xong bắt đầu chúng ta sẽ hạ nhỏ lửa ngay. Đun sôi to lửa xong bắt đầu chúng ta sẽ hạ nhỏ lửa luôn để chúng nó sôi liu riu. Và cứ thế chúng ta đứng thỉnh thoảng chúng ta đảo tí. Đây các cụ mợ ơi, bắt đầu là mứt mận bắt đầu nó sôi lên như này nhá. Bắt đầu nó sôi mạnh như này chúng ta sẽ hảo nhỏ lửa nhá. Các cụ mợ nhớ cho cháu là lửa thật liu riu thôi, thật nhỏ thôi. Đấy, nhỏ thế này thôi để cho nó sôi lăn tăn. Thế này thôi thì cái mận nó sẽ mềm từ từ mà nó sẽ rất là ngon. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cả hạt vào nấu cùng luôn. Đấy. Chúng ta sẽ cho hạt vào nấu cùng luôn. Đấy, cho nó sôi nhỏ lửa thôi này, như này thôi các cụ mợ nhá. Đấy, thế này thôi. Cứ nhỏ lửa như này, liu riu này thôi này các cụ mợ này. Đấy, thế này thôi. Đừng cho to lửa quá để cho mận nó sẽ mềm từ từ. Đến khi bắt đầu nó sánh dần sánh lại, nó sánh nó cạn được khoảng độ gần nửa chảo ấy, thì bắt đầu chúng ta sẽ tắt bếp, chúng ta để nguội. Và chúng ta sẽ canh lần thứ hai nữa, nhỏ lửa.
Rồi các cụ mợ ơi, các cụ mợ nhìn thấy này, mứt của cháu nó chỉ sôi lúc búc nhỏ như thế này này. Và cháu đã đun 2 lần rồi các cụ mợ nhá. Đây, lần 1 nó chưa sánh được như này đâu thì cháu đã cho ra. Cho để cho nó nguội xong bây giờ cháu sẽ đun lần 2. Đây các cụ mợ ơi. Cái này để cho nó nóng vào để cho nó nguội lên nó còn sánh tiếp nhá các cụ mợ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vớt cái túi hạt mận ra. Đấy. Đây là nó sánh, nhiệt độ sánh như này là vừa rồi đây này. Bây giờ chúng ta sẽ vớt cái túi hạt mận ra này. Đấy. Chúng ta vớt cái này ra. Xong rồi các cụ mợ ơi, nhìn các cụ mợ nhìn này, nó sánh như này, mứt nó sánh như này. Đấy. Và để nó sẽ còn sánh lại nữa, để nguội nó sẽ còn sánh lại nữa nên là các cụ mợ đừng đun nữa nhá. Đun nữa là nó sẽ keo lại rất là ấy, nó rất là đặc đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ ra để nguội. Và bây giờ các mới đến một cái tiết mục rất là quan trọng là chúng ta sẽ hấp cách thủy cái lọ này để chúng ta thanh trùng. Sau đó thì mà xong rồi chúng ta hấp xong, bắt đầu chúng ta sẽ để úp ra cho nó thật nguội và cho nó ráo hết cái nước đi, xong chúng ta lau thật khô đi. Xong bắt đầu cái mứt này nguội thì chúng ta sẽ cho đóng vào đóng lọ các cụ mợ nhá. Bây giờ cháu sẽ thanh trùng cái lọ này đây. Các cụ mợ ơi, bây giờ nước nó đã sôi như này rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho lọ vào thanh trùng nhá. Cái lọ này các cụ mợ rửa thật sạch cho cháu xong úp ngược vào xuống như này này. Đấy. Chúng ta sẽ hấp. Các cụ mợ hấp cho cháu khoảng độ 20 phút nhá. Các cụ mợ hấp 20 phút cho nó thanh trùng cái này, xong bắt đầu các cụ mợ lấy nóng ra để cho nó nguội từ từ, xong bắt đầu các cụ mợ lau khô nó đi cho cháu. Lau khô thật khô đi, xong các cụ mợ để ra một cái đĩa sạch ấy để tí nữa chúng ta mứt nguội chúng ta sẽ đóng mứt luôn. Và có một cái rất là hay là đóng mứt xong là chúng ta lại phải úp ngược cái phần nắp của lọ mứt xuống nhá để cho không khí nó ra. Và cho cái lọ mứt là để chúng ta sẽ để được lâu. Và cái món mứt mận của cháu hay còn gọi là cúc phu chui mận hay là gọi là gem mận đã hoàn thành rồi đấy các cụ mợ. Đây một chảo như này này. Đấy và càng để nó càng nguội nó sẽ càng sánh lại như này nha các cụ mợ nhé. Càng để càng nguội nó càng sánh lại như này này. Đấy. Thì các cụ mợ lại có một cái món mứt mà chúng ta có thể để ăn sáng quết vào bánh mì được, hoặc là cái một cái thức uống giải nhiệt vào mùa hè đi nóng về mà trong nhà không có sẵn cam chanh gì cả thì chúng ta lại có lấy cái mứt này ra hòa với nước lên, xong ban đầu là chúng ta cho thêm một chút đường vào để chúng ta cho đá vào uống giải nhiệt. Rất là ngon đúng không các cụ mợ? Mà lại còn dễ làm, dễ thực hiện, mà các cụ mợ tự nhiên lại có 5-7 lọ mứt ở trong nhà mình mà không phải đi mua nữa. Tuyệt vời quá, chúng ta sẽ không phải đi mua mà chúng ta sẽ tự làm lấy. Ngoài ra nó còn có ý nghĩa là các cụ mợ ủng hộ cho nông sản của các bà con khi mà trồng lúc mùa vụ ra nó đang nhiều, nó đang rẻ, giá nó đang đao như thế mà các cụ mợ cứ mua nhiều vào thì giá nó sẽ lại lên, bà con cũng sẽ được nhờ chúng ta nữa các cụ mợ ạ. Và nhà cháu cũng kêu gọi các cụ mợ là mỗi người chúng ta chung tay một chút để chúng ta giúp cho nông sản Việt Nam của bà con chúng ta tiêu thụ được nhiều hơn, bán được nhiều hơn. Cái món mứt mận của nhà cháu gửi đến các cụ mợ ngày hôm nay là hy vọng các cụ mợ sẽ làm cái món ăn này tại gia đình. Và thậm chí là nhiều khi mà các cụ mợ làm bánh ý, các cụ mợ cho cái nhân mứt này vào trong bánh cũng rất là ngon. Đấy, có rất có nhiều cái sự lựa chọn và nhiều cái phương án để mà chúng ta sử dụng cái mứt mận này. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau.